Hà quyết tâm tiêu diệt bằng được quân Pháp và tập đoàn quân sự khổng lồ của người Pháp tại Điện Biên Phủ. Ta dốc toàn lực đầu tư vào trận đánh quan trọng này. Mọi phương án đều được tính toán đến nhằm đảm bảo cho một trận quyết thắng. Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch, mẹ đời quê anh bước trăng non đo đinh rừng. Anh vẫn hành quân lưng đeo qua bãi suối, súng ngang đầu anh thôi anh qua khắp tuyến đường. Trời Điện Biên mây trắng, cho lưng đèo chiến thắng, từng bừng trong ánh nắng. Dù thời gian phai sát, đất nước còn chia cắt, vẫn bước anh không ngừng. Anh vẫn hành quân tiêu diệt hết quân thù, súng cầm tay điện bước anh đi khắp chiến trường. Anh vẫn hành quân đêm về qua vách núi, có Bác Hồ chỉ lối mắt anh đem sang người. Lòng anh mang ấp bao dấu cho đường xa lắm, không lùi anh vẫn bước, dù bao cơn giông trên đường. Anh vẫn hành quân qua đồng khô vung lầy, máu Điện Biên anh ru anh đi khắp núi rừng. Anh vẫn hành quân mưa ngàn đêm gió núi, khắp sông dài anh tới quê ơi nhắn mấy lời. Dòng Cửu Long xa xa, nước sông Hồng miền Bắc, đôi dòng chung trên đường ra chiến dịch, mẹ đời quê anh bước trăng non đo đinh rừng. Anh vẫn hành quân lưng đeo qua bãi suối, súng ngang đầu anh thôi anh qua khắp tuyến đường. Trời Điện Biên mây trắng, cho lưng đèo chiến thắng, tương vương trong ánh nắng. Dù thời gian phai xa, anh vẫn hành quân qua đồng khô vung lầy, máu Điện Biên anh ru anh đi khắp núi rừng. Anh vẫn hành quân mưa ngàn đêm gió núi, khắp sông dài anh tới quê ơi nhắn mấy lời. Dòng Cửu Long xa xa, nước sông Hồng miền Bắc, đôi dòng chung miếng đất vẫn hành quân vẫn hành chân quân, điều chân bước dồn vẫn gian của anh không sờn anh vẫn khi giặc kia vẫn còn anh vẫn hành quân.